Hoan hỉ, chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, số mệnh của con người mỗi tháng khác nhau. Do sự vận động của các hành tinh gây nên những trường lực khác nhau tới từng vị trí từng năm. Và cũng từ đó ảnh hưởng đến trực tiếp cuộc sống của mỗi chúng ta tại trái đất. Để nắm bắt được vận mệnh của mình, mỗi dịp cuối năm hay đầu năm thì chúng ta vẫn thường đi xem tử vi để biết được vận trình của mình trong năm như thế nào. Và đặc biệt đó là tháng 7 năm 2022, công danh sự nghiệp ra sao. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp tất cả quý vị nắm được vận mệnh tốt xấu của mình. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi của tuổi Nhâm Dần trong tháng 7 âm lịch sẽ chỉ rõ cho tất cả quý vị những bước đi chính xác trong tháng 7. Trong phần luận giải về tử vi sẽ phân tích về bốn phương diện chính, đó chính là tài lộc, công danh, sự nghiệp và tình duyên gia đạo, cũng như là sức khỏe. Để có được điều này, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh đã phải phân tích về sao hạn cũng như là những yếu tố thiên địa và nhân ảnh hưởng trực tiếp đến lá số tử vi của quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Qua đó sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta nắm bắt được thiên cơ để biết cách phòng tránh, và thầy cũng chỉ ra cho quý vị những phương pháp hóa giải hết sức hiệu quả, giúp cho tất cả quý vị có được một con đường tiền tài hanh thông thuận lợi trong tháng 7 âm lịch. Và trong phần luận giải tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 ngày hôm nay sẽ chỉ rõ cho quý vị về vận trình của mình. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có mệnh Kim Bạc Kim, là người yêu thích sự yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm yên vui. Họ cũng chính là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Nhâm Dần tính cách nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt trong nóng ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính, do dự, không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Những người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc ở nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Tuổi Nhâm Dần đón tháng Mậu Thân khá êm đềm và suôn sẻ, gia chủ có thể chịu một vài thiệt thòi vì anh em bạn bè nặng, còn có thể làm sứt mẻ tình cảm, bù lại gia đạo yên vui, con cháu quây quần, giúp tinh thần luôn thoải mái và yêu đời, không có gì phiền muộn. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Dần sẽ dễ có tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận kẻo xảy ra tranh chấp, cãi vã, không cần thiết với bạn đời. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho quý vị gia chủ Nhâm Dần sinh năm 1962, tháng này đường công danh sự nghiệp được nâng đỡ nhiều, tuy nhiên ít có sự đột phá. Nếu vẫn đang đi làm, sự nghiệp nhìn chung sẽ hanh thông hơn, mọi việc tiến triển trong tầm kiểm soát của bạn. Tuy nhiên có những thời điểm có vẻ như bản mệnh chưa chủ động nắm bắt cơ hội nên dễ bị bỏ lỡ, lại thêm sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, áp lực kèm theo, đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Nếu có dự án hợp tác với anh em bạn bè thì nên tránh, đa phần bản thân sẽ chịu thua thiệt, vất vả mà không được hưởng lợi nhiều. Với những người làm công ăn lương, mặc dù công việc làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tình hình tài chính của gia chủ khá ổn định,
cơ hội làm giàu vẫn có, nhưng vẫn cần chủ động và nỗ lực nhiều hơn. Còn nếu vẫn giữ tư tưởng an phận và chờ xung dụng thì bạn sẽ chẳng đạt được bất kỳ lợi ích nào. Ngoài ra trong tháng cần cẩn trọng khâu dùng người, phải biết phân biệt rõ ràng người tốt kẻ xấu, không nên mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài, không đáng tin. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Nhâm Dần cần phải đối mặt. Dù là anh em bạn bè cũng cần phải tìm hiểu thông tin xác đáng, kẻo tiền mất tật mang mà tình cảm tan vỡ, bị người khác lợi dụng hoặc trực tiếp cướp đoạt tiền bạc. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng này sức khỏe của gia chủ không gặp phải nguy hiểm nào tiềm ẩn quá lớn, nhưng cũng không thể tránh khỏi những bệnh vặt hoặc bệnh cũ tái phát do sinh hoạt thiếu điều độ. Do đó bạn có thể phải đến bệnh viện điều trị, nhưng cũng đừng quá lo lắng, gặp đúng thầy đúng thuốc bệnh sẽ sớm qua khỏi. Có điều sẽ phải tiêu tốn một khoản phí không nhỏ cho việc điều trị. Các quý vị gia chủ Nhâm Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nếu đang sống một mình, bản mệnh không cảm thấy cô đơn vì xung quanh luôn có gia đình, bạn bè. Có người còn tìm được một người bạn đồng hành, chăm sóc cho nhau từ lúc về già. Có thể ở tuổi này, tình yêu đã không còn quá quan trọng, nhưng sự quan tâm và ấm áp từ nửa kia khiến cho bạn muốn mở lòng và tiếp nhận đối phương. Người đã có gia đình cần lưu ý, càng hạn chế các cuộc tranh cãi, ít hơn thua bao nhiêu sẽ càng tốt cho mối quan hệ của cả hai bấy nhiêu. Nếu không, từ mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành gay gắt, gây rạn nứt tình cảm, thậm chí là đổ vỡ. Vì thế bản mệnh nên tiếp tục chú ý giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động vừa sức với mình, duy trì trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, vui vẻ. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022. Tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tý và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 7 năm 2022, tức ngày 30 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp, giáp thân, có nạp âm, tuyển trung thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 7 năm 2022, tức ngày 11 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp, bính thân, có nạp âm, sơn hạ hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 7 năm 2022, tức ngày 23 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Thân, có nạp âm đại dịch thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 7 năm 2022, tức ngày 2 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Hợi, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 7 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Hợi, có nạp âm Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Hợi, có nạp âm Thoa Xuyến Kim.
Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua những luận giải tử vi về tử vi của những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp đỡ được tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình, và từ đó chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.